Ông bầu Vũ Khắc Tiệp thay đổi như thế nào sau khi Ngọc Trinh vướng lao lý? Khán giả đã nhận ra rằng sau khi Ngọc Trinh bị tạm giam, Vũ Khắc Tiệp cũng có thay đổi rõ về cách nói chuyện. Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh vốn là cặp bài trùng trong showbiz. Ông bầu được cho là người có công giúp Ngọc Trinh từ một cô bé quê mùa trở nên nổi tiếng như hiện nay, với những chiêu trò ít người đẹp nào dám thử. Hai người có mối quan hệ rất thân thiết, gắn bó bên nhau cả chục năm. Khiến cho bố mẹ Vũ Khắc Tiệp từng muốn con trai kết hôn với Ngọc Trinh. Trước khi biến cố của Ngọc Trinh xảy ra, Vũ Khắc Tiệp nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, thường xuyên đi nghỉ dưỡng ở những resort sang trọng nhất, mua sắm những nhãn hiệu đắt đỏ nhất, không ngại có những câu nói khoe tài sản rất sốc. Nhưng hiện giờ, Vũ Khắc Tiệp có phần kín tiếng hơn. Ông bầu đình đám không còn khoe tiền bạc nhiều như trước, tuy vẫn thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội để livestream bán nước hoa. Khi có người hỏi về căn biệt thự màu trắng xa hoa hoành tráng mà Vũ Khắc Tiệp từng ở trước kia, ông bầu không ngại thừa nhận đã trả lại sau khi hết hạn hợp đồng thuê nhà. Nhiều người cũng bất ngờ về việc Vũ Khắc Tiệp bán hàng online, trong khi trước kia có cuộc sống sang chảnh tiền tiêu như nước, thì ông bầu giải thích rằng đừng nên coi thường hay đánh giá thấp những người kiếm tiền trên mạng, bởi họ là những người kiếm tiền giỏi nhất trong giai đoạn này. Ông bầu sang chảnh một thời nay đã phải thừa nhận, hiện giờ kinh doanh hay buôn bán gì cũng khó khăn. Vì thế anh kiếm được một đồng cũng vui vì đó là đồng tiền do công sức lao động của mình làm ra. Có thể thấy, sau biến cố của Ngọc Trinh, có vẻ Vũ Khắc Tiệp nói chuyện hiền hòa, nhã nhặn hơn trước nhiều. Động thái mới nhất của Giác sau tin đồn hẹn hò cùng Thúy Ngân. Chiều mùng 4 tháng 12, Giác gây chú ý khi cập nhật bài đăng mới trên mạng xã hội. Theo đó trên fanpage, nam ca sĩ chia sẻ bức ảnh tông màu đen trắng, ngồi giữa ba chiếc ghế và quay mặt vào trong. Sau đó ít phút, Tài khoản cá nhân của Jack cũng chia sẻ lại bài viết trên và đính kèm biểu tượng hình hoa hướng dương. Động thái của Jack lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đây cũng là lần đầu tiên giọng ca sinh năm 1997 đăng bài trở lại trên trang cá nhân hậu tin hẹn hò 2 năm với Thúy Ngân. Có thể thấy, dù bị réo gọi liên tục vào lùm xùm tình cảm nhưng Jack không đả động gì đến câu chuyện vừa qua. Cách đây không lâu, cộng đồng mạng đã truyền tay nhau hình ảnh Jack xuất hiện sau thông tin yêu đương với Thúy Ngân. Có thể thấy, anh chàng diện một bộ trang phục đơn giản tại sân bay. Ở thời điểm hiện tại, ngoại hình của Jack vẫn khá gầy gò. Nam ca sĩ lại còn trùng khá kín để tránh sự chú ý từ mọi người. Tuy nhiên, một số người hâm mộ vẫn dành thời gian đến tặng hoa và tương tác với nam ca sĩ. Đáng nói, Jack cũng đã thay đổi kiểu tóc và chọn cho mình mái tóc dài khiến diện mạo có phần khác lạ. Cách đây hai năm trước, cõi mạng đã được một fan xôn xao khi Thiên An cùng một số cô gái khác lên tiếng bóc phốt Jack bắt cá hai tay. Đồng thời, phía nữ diễn viên cũng công khai đã có con với nam ca sĩ. Tuy nhiên, anh chỉ chu cấp 5 triệu một tháng để nuôi dưỡng bé son khôn lớn. Có thể thấy, đến nay, những tin đồn tình cảm xoay quanh giác đều nhận được đông đảo sự quan tâm. Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi ở Australia sau khi rời showbiz Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trải qua một tháng du học ở Sydney, Australia. Người đẹp chăm cập nhật hình ảnh mới của bản thân trên mạng xã hội. Tròn một tháng kể từ ngày Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi sang Australia du học tại Đại học Sydney. Trên kênh cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải loạt khoảnh khắc trong cuộc sống đời thường. Gần nhất, Ý Nhi xuất hiện trong một triển lãm nghệ thuật tại Australia. Cô chọn đầm đen dáng dài sang trọng và phối cùng trang sức ngọc trai. Đời thường, Ý Nhi thích diện những trang phục năng động, hợp lứa tuổi như áo phông, quần jean. Thời gian này, ngoài việc học, Đương kim hoa hậu thế giới Việt Nam còn dành thời gian để thăm thú nhiều địa danh nổi tiếng ở Australia. Hình ảnh mới của Ý Nhi với mái tóc ngắn được khen trẻ trung, rạng rỡ. Hoa hậu chia sẻ hiện cô sống chung với người em họ trong một căn hộ tại Australia. Sau buổi học, hai chị em đi siêu thị, nấu ăn. Cô thường tự nấu những món ăn quen thuộc như thịt kho trứng, phở bò, canh bí đỏ. Ý Nhi sẽ trải qua 2 năm du học tại Australia, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trong thời gian này, người đẹp tạm rời showbiz để tập trung cho việc học ý nhi là hoa hậu hiếm hoi theo đuổi việc học ở nước ngoài không tham gia các hoạt động thiện nguyện trong thời gian đương nhiệm sau khi đăng quang hoa hậu thế giới việt nam ý nhi gặp sự cố phát ngôn chưa chuẩn mực cô từng lên tiếng xin lỗi nhưng không được công chúng chấp thuận cô từng trải qua nhiều tháng ở ẩn không dùng mạng xã hội hay xuất hiện nơi công cộng sau khi vướng ồn ào thời gian đó ý nhi theo học lớp kỹ năng ứng xử phát ngôn trước công chúng cùng chuyên gia để cải thiện khả năng giao tiếp Đến đầu tháng 11, Ý Nhi lần thứ hai lên tiếng xin lỗi. Ba tháng qua, tôi dành toàn bộ thời gian để nhìn nhận bản thân. Tôi đã đọc, lắng nghe và xin phép sẽ tiếp thu tất cả các góp ý của quý vị khán giả. Tôi sẽ cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể hoàn thiện bản thân mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả, Ý Nhi chia sẻ. Hoa hậu cho biết đã dùng toàn bộ tiền thưởng từ Miss World Việt Nam 2023 để làm từ thiện. Cô cũng hiến tóc cho bệnh nhân ung thư của mạng lưới ung thư vú Việt Nam, đúng với mong muốn trước đó cảm ơn bạn đã xem hết video trên kênh vn tin tức nếu thấy video này hữu ích hãy like chia sẻ và ấn đăng ký kênh để chúng mình có thêm động lực cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng gửi tới các bạn xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin sau